Chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt Nam Real. Sau đây là thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua. Thông tin đầu tiên là hơn 4.900 tỷ đồng làm cao tốc Hòa Bình, Mộc Châu qua Sơn La. Vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La đã công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc tuyến cao tốc Hòa Bình, Mộc Châu, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Sơn La. Dự án này có tổng chiều dài tuyến hơn 32 km. Điểm đầu nằm tại khu vực xã Triền Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, nối tiếp cao tốc Hòa Bình, Mộc Châu, trên địa phận tỉnh Hòa Bình. Tổng mức đầu tư của đoạn tuyến này là 4.930 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ năm 2025 đến 2028. Thời gian thi công dự kiến phần cầu, đường khoảng 36 tháng. Thứ hai là loạt cao tốc dự kiến khởi công trong 6 tháng tới. Ngày 14 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã chủ trì phiên họp thứ 12 của ban chỉ đạo. Theo thông tin tại cuộc họp, ngành giao thông vận tải dự kiến khởi công các dự án bao gồm dự án thành phần 3, vành đai 4 Hà Nội, cao tốc Ninh Bình, Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định, Thái Bình đầu tư theo phương thức PPP, cao tốc Tân Phú, Bảo Lộc, Liên Khương, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Chân Thành. Thứ ba là Hà Nội đã giao lập báo cáo khả thi xây cầu Tứ Liên. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua đã có văn bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo văn bản, một trong những nội dung mà cử tri kiến nghị, đó là đề nghị thành phố thông tin cụ thể về dự án xây cầu Tứ Liên để nhân dân biết về quy hoạch, thiết kế, thời gian thực hiện dự án này. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, theo quy hoạch, công trình cầu Tứ Liên nằm trên tuyến đường trục chính đô thị phía bắc sông Hồng với chiều dài khoảng 4,84 km, với 5 nút giao, Nghi Tàm, Hữu Hồng, Bãi Giữa, Tả Hồng và đường quốc lộ 5 kéo dài. Phương án kiến trúc cầu dây văn, kết hợp văn xoắn được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt từ tháng 3 năm 2020. Thứ tư là duyệt quy hoạch du lịch Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa qua đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch phát triển không gian du lịch Việt Nam gồm 6 vùng, 3 cực tăng trưởng, 8 khu vực động lực, 5 hành lang du lịch chính, 11 trung tâm du lịch, hình thành hệ thống các khu du lịch quốc gia và địa điểm tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia. Thứ 5 là duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa qua đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đối với mục tiêu cụ thể, về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 9% một năm giai đoạn 2021 đến 2030, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 là 278 triệu đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 khoảng 60-65% và đến năm 2050 khoảng 80%. Tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thứ 6 là Bình Định sắp mở đường nối khu công nghiệp V-Ship đến quốc lộ 19. Vừa qua, Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định đã công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường của tuyến đường kết nối quốc lộ 19 đến khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ BKMX V-Ship Bình Định. Địa điểm thực hiện tuyến đường này đi qua địa bàn 3 địa phương bao gồm thị xã An Nhơn, huyện Vân Canh, với tổng chiều dài hơn 19 km. Về tiến độ thực hiện dự án, tuyến đường này sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ quý 3 năm 2025. Tổng mức đầu tư của tuyến đường này là 1.171 tỷ đồng. Thông tin cuối cùng là Hà Nội xem xét đề án xây hệ thống metro vào đầu tháng tới. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản triệu tập kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến 4 tháng 7 sắp tới. Dự kiến, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét thông qua nhiều đề án quan trọng,
trong đó có đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thủ đô và phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ xem xét thông qua quy chế quản lý kiến trúc thành phố Hà Nội, đề án phân loại đô thị thành phố Hà Nội, chương trình phát triển đô thị Hà Nội.